Image là một từ mượn từ trong tiếng Anh. Từ này có nhiều nghĩa và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngữ cảnh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thử học và shadowing theo một số các cái câu ví dụ sử dụng với cái từ image này. Và cái cụm mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là cái câu ở dạng cái cấu trúc là Yo ni naru image desu ka? Cái cách diễn đạt này thì thường hay được sử dụng trong trường hợp là mình muốn confirm và xác nhận lại cái suy nghĩ của đối phương xem là có đúng và có chính xác hay không. Mình sẽ có thể dịch sang tiếng Việt là bạn có đang hình dung là hoặc là bạn có đang nghĩ là như thế này, như thế kia hay không. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe cô người Nhật đọc, sau đó là mình sẽ để một cái khoảng trống để cho các bạn shadowing lại nhé. Các bạn có thể nghe đi nghe lại và lặp đi lặp lại chúng để có thể áp dụng vào trong thực tế nhé. Đây là một chuỗi các cái video mà mình muốn làm để mà chia sẻ với các bạn một số các cái câu hoặc là các cách sử dụng của từ ngữ liên quan tới chuyên ngành IT. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Cloud に保存するようになるイメージですか? ローカル変数を使わないようになるイメージですか?サーバー側のみ回収するようになるイメージですか?はい。この3つが何々のようになるイメージですか?っていうとこですね。